Chào các bác nhá. Chào các bác nuôi ong mật nhá, ong nội đến với shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác các mặt hàng phụ kiện vật tư cho ngành ong nội, có nghĩa là các ong nuôi ong lấy mật đấy, đó là phục vụ con ong nội, con ong ta của mình nhé các bác nhé. Đủ các phụ kiện, đủ các vật tư cho các bác nhá. Như các bác đã biết thì là bình phụt khói này để chống ong đốt này, bình phụt khói này, dao cắt bít mật này, các bác nhớ dao cắt mật này, mũ bảo hộ chống ong đốt này, mũ bảo hộ chống đốt này, áo liền mũ bảo hộ nữa này nhé. Thì hôm nay có thêm mấy món nữa giới thiệu cho các bác thêm, đó là mấy cái gọi phụ kiện nó nhỏ để các bác dùng nhé. Đây đầu tiên là cái lồng nhốt chúa đây, lồng nhốt chúa bằng nhựa nhá các bác nhá, lồng nhốt chúa bằng nhựa này. Các bác nào mà không chơi lồng nhốt chúa bằng nhựa thì chơi lồng nhốt chúa thủ công bằng cách lò xo quấn này nhá, cái dọ này, cái dọ này, rồi kim di trùng, kim di trùng để phục vụ cho các bác làm chúa nhá, làm chúa. Kim di trùng nhá các bác nhá. Cái lồng nhốt chúa bằng nhựa này nó rất là hay nha các bác nhá. Đây, đây là cái nắp đậy vào này, nắp đậy vào nhá. Phía dưới này ấy, nó là cái mũ, cái mũ chúa đấy, các bác gắn cái này lên cầu ấy, khi các bác làm chúa nó đắp lên đây rồi ấy, thì các bác chụp con này vào, thì khi đấy là con chúa nó lở ra nó sẽ nằm gọn trong này, nó có những vết ô lỗ ô tháng này để cho ong thợ nó bón cho con ong chúa trong này vẫn ăn uống bình thường nhé. Dao cắt bít này, chân tầng này, đây các bác nhá. Đây, rất nhiều các phụ kiện phục vụ chi tiết cho các bác, món gì cũng có nhá. Chân tầng, chân tầng thì cái hàng này là hàng đẹp, hàng dày nhé các bác nhé. Đây, các bác quan sát này, đây, anh zoom gần cho anh em xem nhé. Đây, hàng này rất là dày nhé, dày dặn chắc chắn. Cái này thì cái giá nó sẽ hơi cao hơn đơn vị khác một chút, nó cao hơn mấy trăm đồng, 500 đồng con đấy, nhưng mà nó là hàng dày, hàng chất lượng các bác nhé. Thế còn cái hàng mà nó mỏng, nó mong manh hơn thì shop không kinh doanh. Và cái chân tầng này thì các bác ít nhất cũng là mua 50 miếng như thế này. Đây 50 miếng như này thì shop mới đóng gói gửi cho các bác được. Đây này, như này là 50 miếng này nhá. Thế còn các bác mua ít quá này các bác thông cảm là nó không có được lãi bao nhiêu hết, nó không đủ công làm luôn các bác nhé. Đấy, các bác mua 50 miếng trở lên thì shop mới đóng gói và ship cho các bác. Tất cả những phụ kiện này hoàn toàn là ship COD về đến tận nhà cho các bác này. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp từ người giao hàng, không cần phải đặt cọc nhé các bác nhé. Đấy, chân tầng này. Điển hình hôm nay là giới thiệu với các bác cái mẫu thùng, thùng ong nhá, thùng nuôi ong. Đây, thùng nuôi ong này là bằng gỗ các bác nhá, thùng nuôi bằng gỗ này. Cầu ong này, cầu ong nhá các bác nhá, cầu ong này. Đây nhá, giới thiệu với các bác thùng này là thùng bằng gỗ đóng thủ công nhá, đóng thủ công, chất liệu là gỗ gạo hoặc là gỗ sung, nói chung là những cái gỗ dạng nhẹ. Đấy, dạng nhẹ, thoáng, mát, mùa hè thì mát mà mùa đông thì ấm, như điển hình như thùng này là thùng gỗ gạo này, thùng gỗ gạo các bác nhé. Thùng thì nó có hai loại, shop chỉ lấy loại đẹp thôi, có loại đẹp ở đây ấy, nó gọi là thùng một miếng, có cái là nguyên cái nắp đậy này cũng là một miếng gỗ hết này, gọi là một miếng hết, không phải loại ghép nhá. Đây nhá, cái nắp đậy là một miếng nha các bác nhá. Thì trong này thì là nó để sẵn 5 cầu ở đây rồi. Đây, 5 cầu. Mỗi một thùng thì sẽ theo một miếng ván ngăn. Nhá, một miếng ván ngăn. Thế còn lại cái phần mà cái que, cái thước ở đây ấy, thì các bác về các bác sẽ tự chế nhá, tự làm nhá. Đấy, máng ngăn, cái ván ngăn này. Đây, đây các bác nhìn này. Ở mặt ngoài thì sẽ có bào cho các bác phẳng phiu. Còn mặt trong thì sẽ để nguyên bản nhá, cơ bản để nguyên bản sẽ không bào. Tất cả các mặt nhá, tất cả các mặt, mặt nắp đậy này, hai mặt bên chiều dài này, hai mặt bên sườn này nhá, đều là ván một miếng, ván một miếng ghép theo cái khổ dọc như này nhá. Cả một cái miếng đằng trước này cũng vậy. Đây, nguyên cái miếng đằng trước này cũng là một miếng. Đây, đây là cái cửa nhá các bác nhá, cửa. Đấy, cửa này. Thế còn phía bên này,
phía bên này là cái cửa sổ gọi là ô thoáng nha các bác nhá, ô thoáng. Đây. Khi cần thì mình kéo ra cho nó thoáng. Thì nó hãm một cái đinh vào đây để nó không bị rơi cái nắp này nha các bác nhá. Đây, nguyên cái này cũng là một miếng, liền một miếng. Chỉ có miếng đáy. Chỉ có miếng đáy. Cái miếng đáy này ấy, thì sẽ không ghép dọc theo chiều dài nữa nha các bác nhá. Miếng đáy thì không ghép dọc theo chiều dài mà ghép theo chiều ngang. Đấy, ghép theo chiều ngang để đảm bảo cái liên kết nó được chắc. Liên kết được chắc thì miếng đáy sẽ là ghép 3 miếng vào một hoặc là 2 miếng vào một tùy từng cái thùng. Ghép có nhà mọng này, nhà mọng bôi keo rất là cẩn thận nhá các bác nhá. Đấy, chỉ có miếng đáy, miếng đáy thì sẽ không làm theo chiều dọc được mà phải làm theo chiều ngang thì nó mới chắc, nó không bị mo, không bị vênh nha các bác nhé, để cho vững cái thùng của mình. Đấy, ván này ván dày đến 2 phân đấy các bác nhé, ván dày 2 phân, gỗ là gỗ mềm, như điển hình như gỗ này gọi là gỗ gạo, có đợt thì gỗ sung nhá. Nói chung là những cái loại gỗ mềm đây này, cũng như đây là cái lắp thì sẽ nguyên một miếng hết nhá các bác nhé, lắp nguyên miếng này, sườn nguyên một miếng, sườn nguyên một miếng. Đấy, miếng hông bên này cũng là một miếng luôn. Đấy, thì cái thùng này nó sẽ cao giá hơn những cái thùng khác vài chục nghìn. Thế còn đối với những cái thùng mà làm gỗ mà ghép ấy, ghép mấy miếng vào một ấy, ví dụ như cái này ghép 2 miếng hoặc 3 miếng vào ấy, thì giá thành nó sẽ rẻ đi một chút nhé các bác nhé. Các bác mua thùng nuôi ong thì các bác có thể kết hợp mua luôn cả cầu ong. Còn mỗi một cái thùng này thì sẽ có cho các bác một miếng ván ngăn. Một miếng ván ngăn nhé các bác nhé. Đây, miếng ngăn này sẽ có này. Đấy, còn các bác có thể là kết hợp mua theo cái cầu ong này luôn. Cái cầu ong này thì nó sẽ chưa căng dây. Các bác mua thì các bác có nhu cầu thì các bác lấy luôn một cái cuộn dây thép đã cắt sẵn cho các bác 5 sợi nhá, 5 sợi. Đấy, 2, 4, 5 sợi này. 5 sợi này là đủ căng cho 5 cái cầu. Mỗi một sợi là cho một cái cầu nhá các bác, và các bác tự căng đấy. Thế bình thường các bác nuôi ong chỉ đàn ong đẹp thì nó là khoảng 3 cầu. Thế còn các bác lao thêm cầu lên đến 5 cầu là để mình chuẩn bị mình chia đàn nhé. Đấy, các bác bình thường là cứ mua là một thùng với lại 5 cầu. Đấy, đây là thùng ong này. Thì tặng lấy thêm cho các bác cái dây thép này và các bác căng nhé. Đấy, chất liệu là gỗ gạo đấy, gỗ gạo, gỗ sung. Nói chung là chất liệu gỗ nhẹ. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát nhé. Và nó là cái hàng một tấm một miếng. Đấy, thùng ong loại đẹp nhé, loại đẹp các bác. Đây là chi tiết về các phụ kiện vật tư phục vụ cho ngành ong. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp các số điện thoại ở bên dưới màn hình nhé. Hàng thì ship COD đến tận nhà nha các bác. Các bác xem hàng, kiểm tra hàng, xong thanh toán tiền. Đấy, ví dụ như các bác mua thùng ong này, các bác cho shop họ tên địa chỉ, shop sẽ gửi đến tận nhà cho các bác. Các bác bóc ra xem và kiểm tra đúng như là quảng cáo giới thiệu, gỗ một tấm nhá, một tấm thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Đấy, không phải đặt cọc nha các bác nhá. Thế ngoài ra thì còn những cái phụ kiện nhỏ đây, các bác có nhu cầu thì các bác sẽ mua kèm luôn lồng nhốt chúa bằng nhựa này, kim di trùng này, giỏ nhốt chúa bằng thép này, dao cắt mật, bình phun khói, chân tầng, mũ áo bảo hộ nhé. Đây, các bác có nhu cầu về món gì thì vui lòng alo trực tiếp các số điện thoại bên dưới màn hình nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi, hẹn gặp lại các bác trong cái clip giới thiệu cụ thể về cái thùng nuôi ong này sau để các bác nắm được hơn kỹ hơn nữa nhá. Xin chào.